Hai các bạn chắc hẳn ai cũng biết cái cửa hàng IKEA là một cái cửa hàng chuyên bán đồ nội thất với giá rất là bình dân. Và hôm nay mình đến đây để mà tìm mua những cái tủ đựng giày cho nhà của mình. Và bây giờ mình mời các bạn cùng đi với mình để khám phá ở trong cửa hàng IKEA này có những gì nha. Các bạn biết không, trước đây là khi mà mình chưa tới cái cửa hàng IKEA này á, là mình thường xem sản phẩm của họ qua những trang web online mà thôi. Và trước khi mà mình đến đây á, trong đầu mình nghĩ là đây chắc là chỉ là một cái tiệm bán những cái bàn gỗ, tủ gỗ, nói chung là tất cả những gì mà liên quan tới gỗ. Thì khi mà đến là chắc họ chỉ trưng bày cũng như khu vực này là tủ gỗ, khu vực này là bàn gỗ, thì trong đầu mình tưởng tượng là như vậy. Nhưng mà thật sự khi mà đến đây ấy, mình rất là bất ngờ là cái cửa hàng này quá là rộng lớn luôn các bạn. Và họ trưng bày rất rất là đẹp, y chang như những lần mà mình đi đến những cái chỗ đồ bán đồ trang trí nội thất khác, như là Star Furniture nè, hay là những cái chỗ bán đồ trang trí nội thất khác, là họ trang trí rất là đẹp. Cũng như bây giờ các bạn đang xem, là khi mà mình mới vừa lên cầu thang là đã thấy họ trang trí giống như là một cái ngôi nhà, một ngôi phòng của mình vậy đó, nhìn rất là bắt mắt. Khi mà đến đây mình có thể hình dung ra cái phòng đó đặt những cái món đó nó phù hợp như thế nào, và mình có thể lấy những cái ý tưởng đó để mà mình sắp xếp cũng như là trang trí cho ngôi nhà của mình. Và các bạn biết không, khi mà mình đi đến đây á, mình đến mình xem cái căn phòng nào á, là mình mình qua căn phòng đó hả các bạn. Bởi vì sao mà căn phòng nào họ làm cũng dễ thương quá đi. Khi mà mình nhìn những cái sản phẩm của họ trên web á, mình thấy nó đơn giản, nó cực kỳ đơn giản và nó rất bình thường. Nhiều khi mình muốn mua cái món đó mà mình cứ ngồi mình suy nghĩ là không biết là mình đặt ở đâu trong nhà của mình, rồi mình để cái gì trên đó. Nhưng mà khi đến đây á, với cái sự sáng tạo của họ, với cái những cái phòng mẫu mà họ làm á, thì mình thấy có những cái vật dụng mà nó đơn giản, mà khi mà nó phối hợp với cái này, phối hợp với cái kia thì nhìn nó rất là dễ thương, rất là đẹp các bạn. Thành ra là mình đi hoài luôn, mặc dù rất là to lớn mà không có biết mệt gì cả. Cũng như là họ làm rất là nhiều phòng, công nhận là cái diện tích rất là lớn các bạn. Làm từ phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp, phòng tắm, rồi phòng làm việc, rồi phòng ngủ thì phòng ngủ cho bé gái, bé trai, rồi cho vợ chồng, vân vân, rất là đẹp. Mà mỗi cái phòng như vậy đó thì họ làm cái phòng mẫu cho mình xem á, ít nhất là phải là 5 mẫu. Thành ra mà khi mà đến đây thật sự là tha hồ mà coi. Lúc mà ở nhà mình á, mình cứ lên web của họ mình coi thì thật sự á, nó nhàm chán lắm, mà khi đến đây á, nó khác một trời một vực luôn các bạn. Đó là lý do là mình nói với các bạn nghe là tại sao khi đến đây mình xem mình cứ ồ mình òa. Các bạn biết tại sao mình ồ mình òa nhiều không? Tại vì á, mình đã đi ít nhất là khoảng 5 cái nhánh mà ở Houston này, mà người ta chuyên bán về những cái đồ trang trí nội thất như vậy, để mà mua những cái vật dụng cần thiết trong nhà của mình rồi đó. Thành ra khi mà mình đến đây, thứ nhất á, là mình thấy cái sự phối hợp của họ, họ làm quá đẹp và rất là dễ thương. Mà theo cái gu của mình đó là thích những cái gì mà nó đơn giản, nhưng mà những cái đơn giản đó khi mà họ phối hợp lại nhìn rất là đẹp. Và một cái điểm mà để cho mình ồ mình òa nữa là cái giá thật sự rất là bình dân các bạn. Các bạn biết không, khi mà trước đây mà mình mà mỗi lần mà mình chuyển nhà đó, mà mình mua cái tủ đựng tivi, hay mình mua cái bàn, cái ghế, bộ sofa, thì cái giá lúc nào á, nó cũng ngất ngưỡng hết, cũng cao hết so với những cái chỗ khác. Nhưng mà khi đến đây á, bước vào một căn phòng mẫu, rồi cái những cái bàn, cái ghế, cái tủ nhìn rất là đẹp, và khi mà nhìn giá thôi rất rất là thích các bạn, phải nói rất rất là bình dân.
Và cái mục đích của mình ban đầu đến đây chỉ là để mua những cái tủ đựng giày dép trong nhà của mình, bởi vì mình không có muốn để giày dép ở những cái kệ thường, mình cảm thấy nó không có gọn gàng. Thì khi mà mình thấy cái tủ đựng giày dép ở cái cửa hàng IKEA này á, nó đơn giản mà nó giúp cho nhà của mình sạch sẽ và gọn gàng, thành ra mục tiêu ban đầu của mình đến đây là chỉ là để mua cái đó thôi. Nhưng mà sau khi mình đi một vòng như thế này á, các bạn biết không, có rất là nhiều thứ mình chỉ muốn mua và muốn rinh về nhà ngay và liền thôi, bởi vì nó rất là đẹp, rất là dễ thương, và đặc biệt là giá phải nói là rất rất là bình dân. Và nãy giờ các bạn đi vòng vòng xem với mình thì các bạn đã thích món nào hay chưa, hay là có cái căn phòng nào mà các bạn ưng ý hay không. Đó, các bạn thấy không, đẹp quá phải không các bạn. Nhìn nó đơn giản và rất là dễ thương. Thì cũng như nãy giờ các bạn thấy đó, là hồi nãy giờ mình đi tham quan rất là nhiều phòng, phòng ngủ, phòng ăn, phòng làm việc vân vân. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn trước khi mà mình đến đây á, thì đây là những cái tưởng tượng của mình nè. Đó, khi mà mình trước khi mình đến đây, mình tưởng tượng là khi mà mình đến đây là mình chỉ vào một cái cửa hàng và họ chỉ trưng bày như thế này thôi, tức là khu vực ghế, khu vực bàn, rồi khu vực tủ, rồi để cho mình coi những cái hàng mẫu mình mua vậy thôi, chứ mình không có nghĩ là họ làm những cái phòng mẫu giống như nãy giờ các bạn coi đó. Và sau khi mà mình coi những cái phòng mẫu hết rồi đó, rồi bắt đầu đến khu vực này là họ trưng bày
giống như mình tưởng tượng ban đầu đó, thì cũng họ cũng có trưng bày giống như vậy luôn, giống như là bàn ghế rất là nhiều loại và có giá cả rất là rõ ràng đó. Phía bên đây họ còn làm những cái phòng, những cái ban công mẫu nữa, là các bạn nhìn rất là đẹp ha các bạn ha. Những cái khu vực này giống như là ở trên sân thượng hay là ở ngoài patio đó, nhìn rất là bắt mắt. Và bây giờ là tiếp tục cái khu vực là họ sẽ trưng bày rất là nhiều mẫu bàn ghế cũng như tủ kệ cho mình xem. Đó, phía bên đây nè. Đủ các loại ghế luôn. Nhà mình hiện tại là đâu có thiếu ghế đâu, nhưng mà khi mà vào đây á, xem có rất là nhiều loại ghế mà mình rất là muốn mua mang về nhà. Đó, cũng như đây là cái khu vực mà mình tưởng tượng lúc ban đầu là nó giống như vậy nè. Đó, rất là trưng bày bàn, tủ, ghế đơn giản vậy thôi, để cho mình vô mình coi rồi mình mua mình chọn. Hồi nãy tới giờ các bạn thấy không, đi rất là lâu cũng như là rất là nhiều rồi đó, mà vẫn chưa tới cái khu vực mà mình mục đích của mình mua ngày hôm nay, đó là mua cái tủ đựng giày dép mà nãy giờ đi chưa thấy tới nữa, các bạn thấy không? Đó, khu vực này bắt đầu là họ trưng bày kệ nè. Đó, là cái khu vực này là mới đúng là cái khu vực mà mình tưởng tượng là ở đây họ sẽ trưng bày như vậy đó các bạn. Phía bên đây là những cái kệ tivi. Trời ơi, nhà mình năm vừa rồi mới mua cái kệ đựng tivi mà phải order online á, cũng gần 2 tháng họ mới giao và giá rất là mắc. Và theo mình nghĩ cái trang IKEA này, theo mình cảm nhận của mình, có một cái điểm dở là khi mà mình lên trang online của họ đó các bạn, mình cảm thấy những cái hình mà họ chụp nó không có được bắt mắt. Thành ra vì lý do đó khi mà mình xem hình của họ, mình không có cảm thấy hứng khởi, không có cảm thấy thích gì cả. Thành ra là mình đặt mua ở chỗ khác. Nhưng mà khi mà mình đi thực tế như thế này á, thì ở ngoài nó khác, ở trên online rất là rõ, một trời một vực luôn các bạn. Giống như cái tủ này ở trên online nhìn họ chụp nhìn xấu lắm, nhưng mà khi mình đi ở ngoài mình thấy rất là đẹp và rất là nhìn rất là tiện lợi, các bạn thấy không? Mình nói với ông xã của mình, không lẽ bây giờ mua thêm cái tủ này rồi dẹp cái tủ tivi đang có ở nhà qua một cái phòng khác, bởi vì nhìn rất là thích. Ý mình là đi thực tế thì ví dụ như coi online các bạn chỉ muốn một thôi, nhưng mà khi mà các bạn đi thực tế xuống cái cửa hàng IKEA các bạn coi á, là các bạn sẽ thích đến 100 lần. Đó, nó khác biệt như vậy đó. Thành ra bây giờ mình nghĩ mình mà muốn mua cái gì ở cửa hàng này là mình coi trên hình trước rồi mình sẽ xuống thực tế mình coi thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn khu vực bên này là họ làm những cái văn phòng làm việc mẫu, những cái bàn ghế làm việc mẫu nhìn rất là hiện đại. Đó, rất là to lớn các bạn. Đi mà khi mà mình đi ấy là mình mà không có thấy bóng ông xã mình ở đâu nữa là mình phải kêu á, tại vì mình sợ bị lạc á, vừa đi mà vừa quay á, thành ra mình đâu có để ý đâu. Đi một hồi lắm, thấy đi vòng vòng không có lối ra luôn, nó rất là rộng lớn.
Đó, đây là mẫu nhà bếp. Các mẫu nhà bếp ở đây họ làm với đủ kiểu không gian nhỏ, cho những ngôi nhà có không gian nhỏ nè, rồi những ngôi nhà có không gian lớn. Rất là nhiều mẫu đa dạng và nhìn rất là thích các bạn. Đó, nhìn đã không? Nhìn cái bếp mà gọn gàng. Đi vào đây là mình nói trời ước gì cái bếp nhà mình giống như vậy. Cứ muốn thay đổi hết cái nhà của mình vậy đó các bạn. Thích lắm. Đó. Phong cách trang trí nhà bếp của họ thấy gọn gàng mà ấm cúng quá các bạn. Thành ra khi mà các bạn mà sau khi xem video này mà các bạn đỡ xuống đây để mà xem thực tế cũng như là tìm mua những gì ở nhà mình cần á, thì phải thật là kiên định nha. Không thôi là sẽ dễ, rất là dễ bị dụ dỗ giống như mình vậy đó. Mục tiêu xuống mua mấy cái tủ đựng giày thôi, nhưng mà rốt cuộc không mua được những cái tủ đựng giày mà lại mua thêm những cái khác. Bên đây là mẫu của những cái vòi nước ở trong nhà bếp của mình. Mẫu nào nhìn cũng thích hết. Giống như khi mà mình đến chỗ này nè, mình thấy họ trưng những cái ghế rất là dễ thương đó, và đủ màu sắc luôn. Mà giá mình nhớ hình như là mỗi cái ghế này 14 đồng hay là
19 đồng một cái á, nhìn rất là hiện đại và dễ thương lắm các bạn. Đặc biệt là cái mẫu ghế này họ họ để đủ màu hết. Đó, thành ra mà mình mua mỗi màu một cái. Tiếc là cái màu vàng với màu hồng mình hỏi thì họ lại không có. Hiện tại thì họ chỉ có những cái màu đó thôi. Ghế là đủ loại luôn. Vào đây tha hồ mà xem, tha hồ mà lựa chọn. Khi mà coi những cái sản phẩm của họ trên trang web nhìn chán lắm các bạn. Nhìn những cái hình đơn giản, nhạt nhòa, đến xuống dưới đây là nó khác hoàn toàn luôn vậy đó. Và sau khi mà mình ở đó mình về, rồi mình lên trang web của họ mình xem lại. Và mình cũng có dự định là trong tuần tới, ngày nào mình rảnh thì mình sẽ đến đó để mà mình chọn thêm một hai cái tủ nữa cho cái nhà của mình. Bởi vì khi đi thực tế nhìn những cái tủ rất là nhiều kiểu mà ở trên web, thậm chí mình không thấy, không có, hoặc là mình không có biết cái tên, cái chính xác của nó để mà mình search ra đó. Thành ra khi mà đi thực tế nhiều mẫu mình thấy đẹp lắm ở trên web mình không thấy. Và những cái tủ nó rất là đa dụng, cũng như là rất là tiện gọn để cho mình đựng quần áo, đựng mền gối này kia đó. Thì đó là hai cái tủ mà mình đang dự định mình quay lại đó để mà mình chọn, để mà mình mua về cho nhà của mình. Đó.
Và nãy giờ đi quá trời đi, lâu quá trời lâu. Mà các bạn thấy không? Bây giờ mới là tới cái nơi mà mục tiêu ban đầu của mình. Đó là cái tủ đựng giày này các bạn. Đó, các bạn thấy dễ thương không? Đó. Mình sẽ mua, dự định của mình đó là mình mua 4 cái tủ tương tự giống như vậy, để mà về nhà đựng giày, tủ giày cho con, tủ giày cho mình, tủ giày cho ông xã. Đó, nhìn nó rất là gọn gàng, rất là sạch sẽ, phải không các bạn? Nhưng tiếc một cái là ngày hôm nay khi mà mình đến á, thì những cái mẫu ở đây là họ chỉ là để trưng bày thôi. Họ kêu mình về nhà đặt online. Nếu mà mình đến đây mình mua, mình mang về á, thì mình sẽ không có mất cái tiền vận chuyển. Nếu mà các bạn về nhà các bạn đặt qua online, người ta giao thì sẽ tính thêm cái phí vận chuyển. Mà khi mà đến đây coi á, hỏi người ta mua những cái này thì người ta nói những cái mẫu này là hiện tại đang ở đây chỉ là hàng trưng bày thôi, nó không có hàng ở cửa hàng ở đây. Người ta kêu mình về đặt online. Rồi nhưng mà khi mà mình về mình đặt online á, mình click vào thì được, nhưng mà khi mình đặt online để mà mình giao cho nhà của mình thì lại không được, tức là hiện thậm chí là không còn hàng luôn. Thành ra bây giờ mình phải chờ. Bây giờ cứ khoảng 2-3 ngày mình phải vào cái trang web của họ để mình click vào những cái tủ đựng giày này á, mình đặt coi họ có hay chưa đó các bạn. Mình mong có sớm sớm để cho nhà mình xong. Bởi vì mình thích những cái tủ đựng giày này lắm, các bạn thấy không? Nhìn nếu mà mình đựng trong những cái tủ đó nhìn rất là gọn gàng và sạch sẽ. Thành ra cái mục tiêu đi đến mua thì không được, mà về nhà đặt online cũng không xong luôn. Chỉ mua những cái thứ phát sinh mình đi mình thích thôi, nhưng mà cũng rất là tiện dụng cho nhà của mình. Đó, còn đây là những cái phòng cho em bé nè. Nhìn cưng lắm. Thậm chí một lát các bạn coi, ở đây họ thậm chí bán những cái giường nhìn thấy thương lắm. Nhìn giống như là cho những búp bê nằm. Mình nói với em xã mình những cái giường này rồi ai nằm vừa. Để nó chắc cho mấy em bé, bé gái, bé trai cỡ 1 tuổi hay là mấy tháng á. Nhưng mà người ta làm dễ thương lắm các bạn. Giống như đây là những cái ghế cho em bé nè, thấy cưng không? Và nãy giờ cũng như các bạn thấy đó, bên cạnh họ bán những cái đồ trang trí nội thất thì ở đây một cái điều làm mình ngạc nhiên nữa mà trên web mình không thấy, có thể là mình không biết, thành ra mình không có search ra đó các bạn. Ở đây họ bán là tất tần tật những cái đồ dùng cho em bé từ sơ sinh cho tới lớn đó các bạn, rất là nhiều, từ giường nè, quần áo, mền mùng, rồi thau tắm
rồi khăn, đủ thứ hết, đến giống như hồi nãy các bạn thấy là có đồ chơi nữa, rồi chén dĩa bếp núc gì cho em bé ở đây có hết luôn các bạn. Hồi đó giờ mình không biết luôn á, cho đến khi mình đến nơi này thì mình mới biết là thậm chí IKEA họ cũng có bán những cái món đồ cho em bé như thế này và rất là dễ thương, các bạn thấy không? Quần áo cho trẻ sơ sinh nè, rồi mền, gối, rồi gối ôm, rồi cái những cái họa tiết rất là dễ thương và giá cũng rất là bình dân, cũng như các bạn đang thấy vậy đó. Đây là những cái mền bao gồm những cái áo gối nè. Rồi đi đến đây nhìn những cái này, mình nói với ông xã mình hay là mình có thêm baby đi anh. Trời ơi, anh sợ anh chạy. Nhưng mà nhìn đồ dễ thương ơi là dễ thương luôn các bạn. Đó, cái mền, cái gối hình trái tim, rồi hình này hình kia mà với lại đúng gu của mình nữa chứ. Mình rất là thích mền gối mà vải cô tông đó các bạn. Nhìn nó thoáng, nhìn nó rất là sạch sẽ. Vô đây, vô cái khu vực này mê lắm. Đó, ai mà đang chuẩn bị có em bé hay là nhà đang có em bé đó mà cần mua những cái giường gối mền mùng này kia mà dễ thương thì các bạn có thể đến đây để coi. Đó, đây là những cái giường bé bé xinh xinh rất là cưng nè. Đó, giường bé trai, giường bé gái thì màu hồng. Đó, giống như cái giường này nè, nhỏ xíu xiu, các bạn thấy không? Cưng ơi là cưng luôn. Rất là nhiều mẫu. Và mình thấy cái người chủ của cửa hàng IKEA này chắc cũng tâm lý dữ lắm các bạn. Rất là nghĩ là khách hàng đi giống như mình hiện tại, đi nãy giờ nhiều mệt quá, thế nào cũng đói bụng. Ăn uống thành ra ở trong cái tòa nhà này cũng có một cái nhà hàng để cho mình có thể vào order đồ ăn, thức uống mà rất là rộng nha các bạn, chứ không phải là một cái phòng nhỏ đâu. Đó các bạn thấy không? Rất là rộng lớn. Và cái khung cảnh rất là dễ thương luôn. Đó, khi nào mà các bạn mà đi vòng vòng coi mà mệt á, muốn ngồi nghỉ, vào đây ăn uống no nê xong ngồi nghỉ, rồi mình sẽ tiếp tục đi xuống tầng dưới để mà mình xem thêm những cái sản phẩm mà họ có bán ở đây.
Thì thật sự lúc đầu mà mình theo ông xã mình đi đến đây và đi lên tầng trên á, là mình nghĩ là vậy thôi đó, là họ chỉ bán như vậy thôi là mình đã thấy đi nãy giờ là thấy đuối rồi. Nhưng mà không có ngờ là khi mà đi xuống ở dưới khu vực này á, mình còn ngạc nhiên nữa các bạn. Bởi vì mình không có biết. Thật sự nhiều khi mình nghĩ bản thân của mình thật sự giống như nhiều người nghe cái tên bé hai của mình, họ nói cái tên này tên nhà quê. Thì đúng là như vậy á, và mình nghĩ con người của mình nó nhiều cái mình đi nhiều mình thấy, mình cũng tự động thấy người của mình quê quê làm sao á. Giống như là khi mình đến đây mình chỉ nghĩ là họ trưng bày, họ bán như vậy, không có ngờ đến là họ một cái tòa nhà rất là rộng lớn và họ trang trí rất là đẹp như vậy. Rồi coi xong cái tầng trên là nghĩ là xong rồi, ai ngờ đâu đi xuống tầng dưới, cứ đi đến đâu là mình ngạc nhiên đến đó thôi. Đi đến tầng dưới, trời ơi, nó còn bự hơn một cái siêu thị nữa các bạn. Đó, nãy giờ các bạn thấy không, tầng dưới là bán rất là nhiều, không phải rất là nhiều nữa mà đầy đủ tất cả các dụng cụ cho nhà bếp, cho nấu ăn, từ chén, nĩa, muỗng, khuôn làm bánh, khuôn cắt bánh, chai, lọ, cũng như các bạn đang thấy đủ hết luôn. Nó còn lớn hơn một cái siêu thị mà mình đi thường ngày như là Kroger, HEB hay là Walmart nữa các bạn. Quá trời luôn. Đến bây giờ mà mình ngồi mình nói với các bạn mà mình cũng ngạc nhiên, mình nói ủa sao trên web mình không có thấy ta. Trên web thì họ làm đơn giản lắm, mình đâu có thấy những cái này đâu. Khi mà mình đến thì mình mới biết là ở đây họ cũng có bán những cái món hàng như vậy nữa. Và các bạn biết không, mua đi coi rất là nhiều thứ rất là dễ thương nha, mà lạ nữa, mà có thậm chí có những cái sản phẩm gì đâu mà giá có 99 sen, rồi 2 đồng, 3 đồng, giá rất là bình dân các bạn. Đó, nội mà cái khu vực mà bán đồ nhà bếp, chén, muỗng, dĩa, nồi niêu, son chảo này kia dưới đây thôi mà cũng quá trời rộng lớn luôn, rất là nhiều. Hồi nãy đi ở trên á là mình sợ lạc rồi các bạn, đi xuống ở dưới này á mình còn sợ lạc hơn nữa, còn bự còn rộng hơn. Mà ở dưới này giống như là mê cung vậy đó. Nếu mà các bạn nào mà đi xem ở trên á, khi mà các bạn đi xuống dưới mà các bạn đi với người thân á, thì các bạn nên nắm tay nhau mà đi, chứ mà đi ngó ngó, người ngó trước người ngó sau, lát thế nào cũng lạc. Người ngó cái này cái thích quá, đứng ngó là hơi lâu xíu ngứa mặt lên cái người kia đi mất tiêu. Mà ở trong đây nó giống như mê cung vậy đó, quẹo trái quẹo phải, quẹo trái nó ra cái này, quẹo phải nó ra cái món kia. Thành ra đi là các bạn phải nhớ để ý lẫn nhau, hoặc là nắm tay nhau, hoặc là vừa đi vừa nói chuyện với nhau để không có bị lạc á. Vô đây tại vì ông xã thì phải coi hai đứa nhỏ để cho mình quay, mà mình quay mình cứ chăm chú và mình quay, thành ra là khi mà mình ngó lên thì ông xã đi mất tiêu, ông xã quẹo khuất không thấy ở đâu. Đi khi mà xuống dưới đây quay cho các bạn xem á, là mình với ông xã mình bị lạc 3 lần. Thank you.
Hồi nãy khi mà mình xuống đây mình tưởng đâu làm ở dưới đây thì bán những cái món, những cái đồ mà ở tầng trên á chưa có. Nhưng mà khi đi vòng vòng thì mình thấy ở dưới đây vẫn tiếp tục có những cái món tương tự như vậy, nhưng mà nó khác kiểu quá các bạn. Ở trong đây cũng có bán những cái thùng mà hồi nãy không biết mình đi qua chưa, những cái thùng mà để trồng cây, thùng trong mà để đây nè, thùng để cho mình trồng cây ngọt, rau ngò ôm với lại cây quế vị, cây rau xá xị á, thùng trong như vậy nè. Mình thấy giá nó cũng rẻ lắm. Giá này có thể rẻ hơn hơn Walmart không ta? Đó, đây là những cái giá của nó nè các bạn. Đó, những cái thùng trong để mà mình trồng rau, mình đậy kín như rau ngò ôm, rau quế vị á. Và khu vực bên đây là bán đèn, bán đồng hồ trang trí. Có những cái có cái loại đồng hồ treo tường mình thấy cũng dễ thương lắm. Mà nhìn cái giá hết hồn luôn. Một đồng 99 một cái đồng hồ treo tường. Các bạn thấy giá bình dân dễ sợ không? Đèn trang trí trong nhà thì bán đủ loại, nhiều hơn ở Home Depot với lại Lowe rất là nhiều. Mà giá thì nhìn là chỉ muốn rinh về thôi. Bên đây nè, nhà mà ai có con gái á, thì mua những cái đèn rất là dễ thương này nè. Đó các bạn thấy không? Bướm hoa tim này kia nè. Mình già vậy chứ khi mà mình thấy cái mấy cái đèn này mình cũng đứng lại mình ngắm lâu lắm các bạn. Lâu lắm, muốn rinh cái trái tim hoặc là cái hoa màu hồng về gắn lên tường á. Nhưng mà nghĩ lại thôi, phải vì nhà mình có con gái thì mình sẽ mua những cái đèn giống như vậy nè. Chứ bây giờ kêu ông xã mua về gắn cho mình chắc ổng cười mình quá. Đó, các bạn thấy quá trời, ông bán đủ loại hết. Mình đi tới đâu là mình ngạc nhiên tới đó. Để mình kể trước cho các bạn nghe, mình đi, mình đang đi, mình coi rất là nhiều đồ trang trí. Cái tự nhiên mình đến cái khu vực đó mình thấy bán rất là nhiều trang trí, thì dĩ nhiên là bao gồm những cái cây để trong nhà mà cây giả đó các bạn. Đó, mình đang quay mình thấy rất là nhiều cây kiểng giả, cây dừa, cây đồ. Cái tự nhiên mình thấy một cái cây mà nó, ủa sao cây này giống cây thiệt quá vậy ta? Tại vì nhìn xuống dưới nó thấy cái chậu đất, cái này hình như đất thiệt nè, cái rờ vào thì nó ủa đất thiệt. Xong rồi cái rờ lên cái lá, rờ mân mê thì ra là vừa bán cây giả mà vừa bán cây thiệt nữa. Mà đến khi mà mình quay cái cây thiệt là mình nói thôi thôi bó tay. Bó tay cái ông chủ IKEA này. Bán như vậy thì ai mà sống nổi, tức là cái gì cũng có bán hết. Bán đồ giả rồi, đồ trang trí rồi. Rồi cây giả thì đúng đi, mà cây thiệt cũng bán nữa thì ai mà chơi lại không biết nữa. Thành ra là khi mà mình đến đây là đi là chắc mình mua tất cả những gì mình cần cho nhà mình luôn, khỏi cần đi đâu, đi nhiều chỗ hết. Đó, như mình đang quay cho các bạn xem đây, đây là những khu vực, những cái cây giả để mà mình trang trí trong nhà đó. Đó, thì trong đầu mình cũng nghĩ là cây giả thì cũng rộng lớn vậy nè, giống như những cái khu vực khác thôi. Đến cây thiệt mà cũng bán luôn. Đó, và qua tới khu này là bắt đầu là cây thiệt rồi nè các bạn. Đó, mà đến cái cây này mà mình còn nhìn mình tưởng giả nữa. Mình phải rờ vào như vậy á, mình mới tin. Khi mà mình thấy chậu đất cũng như thấy nó có ướt ướt á, có tưới nước á. Đó. Và đây cũng là cái nơi mình bị lạc nè, lạc nhà mình phải gọi điện rồi hẹn hò nhau cái chỗ mà hồi nãy này kia đó quay lại. Nó thành ra đi vào đây mà các bạn đi với người thân thì nhớ lưu ý nắm tay nhau để không có bị lạc. Cây thì cũng bán nhiều lắm,
Nói chung là bất kỳ một cái loại hình nào hay sản phẩm nào ở đây á, họ bán rất là nhiều. Và khu vực bên này là họ bán nến, đèn cầy. Đi đến khu vực này là thơm ơi là thơm, thơm phức luôn các bạn. Bán đủ loại, đủ hình dáng, đủ loại giá luôn, từ thấp đến cao. Thơm ơi là thơm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Mến chúc các bạn có được một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nếu bạn nào thích video của mình, xin hãy nhấn nút đăng ký cũng như nút like để ủng hộ cho kênh của mình nữa nha. Bye!